Chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay có một bạn là khách thì có đặt mình cái van Super hộp đỏ ạ. Thì bạn ấy yêu cầu là mình độ lại cái van cho bạn ấy là thay lò xo đĩa Bubia và thay cái hạt đĩa PEX ở cái trụ lò xo sinh sản anh em nhé. Thì vì sao bạn ấy lại muốn thay thì mình sẽ tháo luôn cái van mới đây. Mình thì bán hàng chính hãng công ty, bán hàng mới kênh. Nhưng hàng công ty nó vẫn không phải là cái ưu điểm 100%. Thì mình sẽ tháo ra rồi chỉ ra cho các bạn là vì sao bạn muốn độ bất kỳ van gì, van hộp mở, cờ liên kết hoặc van hộp rút đấy, thì đều có đồ đụng. Đồ đụng là giảm cái tình trạng bị tràn hơi, bị rỉ hơi và cái tăng cái độ hồi áp chuẩn nhất anh em nhé. Thì mình đây, mình sẽ độ cho bạn ý. Đây là lò xo đĩa đây. Đây là lò xo đĩa Bubia hàng Nhật Đức nhé. Đây lò xo đĩa cho van Superwell và lò xo đĩa cho van Cricket. Thế mình bán lẻ 180 một bộ thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo ra và chỉ cho anh em xem vì sao một cái van cần phải độ anh em nhé. Vì sao một cái van cần phải độ lại. Đây van mới chưa bóc tem, vẫn là nguyên giãn bác này. Đấy, vẫn là nguyên đai nguyên hộp để đập hộp ra luôn cho anh em xem. Đấy, đập hộp anh em nhé. Vâng, cái van Super hộp đỏ giá hiện tại shop A Thanh sẽ ưu đãi với giá là 700.000 từ nay đến Tết anh em nhé. Ưu đãi 700.000. Anh em xem là được video ưu đãi thì cứ mua alo. Còn anh là muốn độ theo như bạn này yêu cầu thì mình sẽ thêm 200.000 vào nữa nhé. Mình sẽ tự tay độ luôn cho anh em. Đây cái van thẻ công ty của Huven này. Đây van mình mới bóc tem luôn. Mỡ silicone này. Sim đi theo này. Đây là cái van mới tinh anh em nhé. Van mới tinh. Mình lấy lép. Thì đây là cái áp xả nhé. Cái áp xả hiện tại mình mới bóc tem ra nó là khoảng 125. Khoảng 125. Áp mình thì nó trên 200 rồi. Mình sẽ xả hơi ra luôn. Mình sẽ xả hơi ra anh em nhé. Mình xả hơi. Bây giờ mình sẽ bơm hơi vào. Mình bơm hơi vào. Vừa lẽ là 125 áp xả đúng không? Mình bơm hơi vào. Để cho anh em xem vì sao nó cần phải động đây. Đấy, bơm đây anh em nhé. Mình sẽ bơm hơi vào. Mình bơm hơi vào rồi anh em nhé. Mình bơm thì cái này lên tầm 200 thôi. Đây áp xả đây. Vừa lấy là 125. Hiện tại nó là 120 anh em nhé. Chứng tỏ là cái van này nó gọi khá tốt. Nó để trong cái áp suất trong từ lúc công ty xuất xưởng đến giờ nó chỉ tăng thêm 5 gọi là tăng thêm 5 cân thôi. Nói chung là hàng tốt anh em nhé. Nhưng bạn vẫn muốn độ. Đấy, độ thì mình sẽ độ cho bạn ấy anh em nhé. Độ là như thế nào. Đầu tiên mình sẽ thay cái bộ lò xo đĩa anh em nhé. Thay bộ lò xo đĩa. Xả hết hơi rồi. Mình sẽ thay cái này nó. Cái trường hợp là bạn nào mua cái van mới về mà không vận được cái cốc tét áp ra nhé, thì mình dạy cho anh em cách để vặn nó ra nhé. Mình sẽ tìm cái gì đó kê, mình lấy rẻ mình đệm vào xước cốc tét áp nhé. Đây mình nói chung là mình anh em chỉ có này hơi sứt một chút không sao chứ. Gõ phát là nó mở ra rất là dễ dàng anh em nhé. Nhiều anh em không cần phải dùng kìm chết để gõ đâu. Tháo được cái cốc tét áp ra rồi. Bây giờ mình sẽ thay bộ lò xo đĩa cho bạn ấy nhé. Thay được cốc tét áp rồi. Bây giờ tháo thì ra thay bộ lò xo đĩa.
Vâng, thì bên mình bán đầy đủ tất cả các phụ kiện độ chế cho van cricket, xúc phu veo, các thứ đầy đủ hết đấy em nhé. Tháo cái trục này ra, quên mất không tập. Bỏ đi không tụng. Bên mình tháo ra đây em nhé. Nói chung độ nó rất dễ, anh em có thể dựng quân đồ độ về độ là được chứ. Đấy. Còn đối với mình độ nó rất dễ anh em nhé. Đấy. Thì bây giờ tháo cái trục lò xo đĩa ra anh em nhé. Đấy. Anh em tập một con ốc nó vẫn vừa gen này, đấy, vẫn vừa gen nhé. Đấy, anh em rút này, đấy, rút bộ lò xo đĩa ra. Đấy. Bộ lò xo đĩa của Supwell sẽ có 12 đĩa anh em nhé, 12 đĩa. Đây. Thì ở bên đây người ta xếp đây hai úp hai cửa, hai úp hai cửa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đấy, bộ này đấy, mình sẽ tháo bộ lò xo đĩa theo van này ra nhé. Đấy. Mình độ cho bạn ý rồi cái bộ lò xo đĩa đi sau van này mình lại trả cho bạn ý, mình không lấy của bạn ý làm gì nhé. Mình bạn sau thích sử dụng vào mục đích gì tùy vào của bạn ý nhé. Đấy, cái bộ lò xo đĩa đi xe van mình sẽ trả lại bạn ý nhé. Còn đây bộ lò xo đĩa Bubia của Van Supwell đây, mình sẽ xếp cho bạn ý là hai úp hai cửa, hai úp hai cửa anh em nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ xếp chọn đây hai úp này. Hai cửa này, hai úp này, hai cửa này, hai úp này, hai cửa, tổng cộng là 12 cái anh em nhé. Và quên mất, bây giờ mình phải quên mất mình phải tháo cái tháo cái trụ này ra đấy, mình xếp lò xo đĩa quên mất, mình sẽ để đây. Bây giờ mình cất cái bộ lò xo đĩa cũ theo van này, đây không phải bộ lò xo đĩa cũ mà bộ lò xo đĩa theo van mình sẽ cất vào túi nhé để trả bạn ý. Bạn thích làm gì thì bạn làm, sau này thích sử dụng lại cũng được không sao nhé. Thì bây giờ mình phải đi hơ lửa để bật cái form nhựa ra, mình đóng cái form nhựa pick vào để hạt nhựa pick này, mình phải đóng cái hạt nhựa pick này vào anh em nhé. Mình phải đi hơ lửa bật cái nhựa ra để mình đóng cái nhựa pick này. Đây anh em nhìn kỹ vào cái đầu nhá. Đấy, anh em thấy vết lõm chưa? Đấy, vết lõm lõm này đấy. Trong quá trình sử dụng thì cái hạt nhựa mà đi theo van thì nó không mà nó cứng không còn cứng vào cái hạt nhựa PEX này anh em nhé. Hạt nhựa PEX Đức này thì nói chung là rất là nổi tiếng rồi. Đấy, anh em nào mà để ý đến từ độ sẽ biết hạt nhựa này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt video và đi hơ lửa để bung cái bom nhựa ra để đóng cái bom nhựa PEX này vào nhé. Vâng, thì mình lấy một cái khoan để khoan lát cái bom nhựa ra nhé. Mình cũng lười chạy xuống bếp mình hơ. Nói chung là quay luôn video rồi, mình khoan ra thay. Nói chung là anh em nào mà có khò thì khò có thể bật bom nhựa ra. Còn đây thôi mình dùng tạo với cái thủ công nhé, mình khoan cái này ra. Mình sợ khò xong thì nói chung là nóng rồi là nó ảnh hưởng cái gì đó, mình cũng không muốn. Mình sẽ khoan trực tiếp anh em nhé. Mình sẽ khoan lát này ra, xong mình lấy cái que để boi ra anh em nhé. Mình như mình nói là mình không muốn khò này, mình khoan rồi nó cũng khá nhanh. Đấy, mình khoan khá nhanh. Bây giờ mình sẽ lấy một cái hạt nhựa PEX mình đóng vào. Đây, hạt nhựa PEX đây. Hạt nhựa PEX này anh em cứ mua theo đơn hàng thì mình sẽ bán 30.000 một hạt nhé. Đấy.
Đây, hạt nhựa phích. Hạt này kích thước này nó hơi to, để mình xem thì cái hạt nào có kích thước bé hơn đâu. Để tại được trong cái hộp dừa này xem kích thước nó có nhỏ hơn chưa đâu. Cái hạt thì hơi to, to lại bất công hơn, lại bài, lại đũa, nó hơi lâu, mình làm video nhanh để lên video cho em. Hạt này vừa nhé, hạt ở trong cái hộp sim là vừa nhé. Mình sẽ đóng nó vào. Mình sẽ đóng cái hạt lấy nhựa này vào anh em nhé. Dùng tìm một cái mặt phẳng nào đó đóng vào. Có gì được video rồi. Đã đóng vào rồi nhé. Đấy. Đây thì tôi đóng chắc rồi. Bây giờ khi anh em đóng cái hạt nhựa pech đúc vào thì anh em công việc là anh em phải trà phẳng cái mặt mặt này anh em nhé. Anh em phải trà phẳng thì mình cũng gọi là có cái máy trà này thì mình cũng phải nhanh hơn. Anh em có thể trà tay nhé, anh em lấy giấy mát mịn anh em trà, không anh em làm nào để trà nó bóng lên nhé. Đấy. Anh em có thể dùng giấy mát mịn anh em trà, anh em nhớ trà phẳng và trà mặt nó phẳng và bóng anh em nhé. Đấy. Anh em nhớ phải trà phẳng và bóng. Đấy. Phẳng và bóng thì tránh cái tình trạng là bị rỉ áp hoặc trà láp anh em nhé. Đấy. Đấy. Trà phẳng lấy xong bắt đầu mình sẽ lắp qua bộ lò xo đĩa Bouvier vào nhé. Trà bóng đấy. Đấy, mình là khá phẳng đấy. Đấy, mình trà khá phẳng đấy. Không, bây giờ mình sẽ lắp vào đấy, khá phẳng đấy. Đấy. Tại cái này nó rỉ điên đây, mặt khá phẳng, bây giờ rỉ hơi điên điên không sao nhé. Bây giờ mình sẽ lắp bộ lò xo đĩa vào nhé. Rồi mình sẽ căn chỉnh test cho bạn ấy luôn nhé. Đấy. Đấy, như mình nói là mình sẽ lắp về hai úp này, hai rửa này. Đấy, bộ lò xo đĩa bui ra nhé, hai úp hai rửa này, lại hai úp này, hai rửa này, lại hai úp này. Hai rửa tổng sẽ có 12 đĩa nhé.
tổng sẽ có 12 đĩa anh em nhé. Đấy, tổng sẽ có 12 đĩa. Thì đây có cái lọ vỡ đây anh em nhé. Đấy, lọ vỡ đi theo van. Lọ vỡ đi theo van thì mình sẽ bôi với cái điểm tiếp xúc này anh em nhé. Đấy, bôi cái điểm tiếp xúc này. Đấy, bôi cái điểm tiếp xúc này. Đấy, bôi chỗ với chỗ sim chỗ này. Đấy, với cái sim này anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào. Giờ mình sẽ test luôn cho anh em nhé. Đấy, mình sẽ lắp vào như cũ. Đấy, lắp vào. Bắt đầu vặn ốc rồi đây. Anh em tháo cái ra, anh em chỉ cần việc là tìm con ốc là vặn vừa chân ren là được nhé. Đấy. Đấy, cái đĩa này lắp vào. Đấy, không phải có cái con kỳ vấy mình lại lắp tạm cái này rồi. Lắp này hơi khó chịu nhỉ. Đấy, nhiều lúc dụng cụ không đầy đủ nó hơi khó chịu anh em ạ. Rồi. Nói chung cái gì nó cũng có cái cách giải quyết hết thôi. Bây giờ lắp cái. Có nhiều cách đụng van lắm anh em ạ. Nhưng mình là đụng theo kiểu như là đụng cái van zin cho hồi áp chuẩn hơn. Và đỡ bị tràn áp anh em nhé. Đấy. Bạn yêu cầu chỉnh áp 130. Đấy, bây giờ mình sẽ thử xem nó áp nó về bao nhiêu đã, rồi mình sẽ chỉnh dần nhé. Clip mấy cái đồ độ đồ chỉnh này nó hơi biên ban một chút. Nói chung là chỉnh độ áp thay bộ lò xo đĩa hoặc là thay point and click nó rất dễ. Đấy anh em nhé. Đây, mình lại bơm. Đấy, lấy bơm đây. Lại bơm tiếp. Quên rồi, chưa cả lắp cái sim vào đây. Để, xin lỗi anh em nhé. Để cứ ở quên nó cứ thế xì xì. Quên lúc cốc tháo cốc cái áp ra là mình quên không lắp cái sim vào. Cái sim này anh em nhé, cái sim nó đi theo này nó bị rỗng ra rồi, thì mình phải lấy cái sim khác trong cái phụ kiện này nhé. Để. Lấy một cái sim ở trong gói phụ kiện là của van đấy. Cái sim tháo ngay từ đầu nó bị rỗng rồi. Chỉnh áp rất chi đơn giản đấy, không mình sẽ nhân tiện đây làm cái video chỉnh áp luôn cho anh em. Áp nó là 130 luôn này. Đấy, thì cái áp này mình cũng không cần phải chỉnh nữa anh em nhé. Đấy, mình sẽ bơm lên trên 250 cho bạn ý. Đấy, chỉnh áp thôi. Lúc nào mình bây giờ nó 130 rồi thì mình đóng luôn hàng để cho bạn ý. Thì lúc nào mình lên cái video clip mình dạy các bạn chỉnh áp nhé. Để những bạn nào chưa biết cách chỉnh áp thì sẽ chỉnh áp sau nhé. Còn bây giờ mình sẽ bơm lên trên một chút để gửi cho bạn ý. Đấy.
Bây giờ bơm áp lên trên 200 cân rồi và áp xả nó là 3 vừa đẹp luôn. Thì mình sẽ dán một cái tem, bảo hành cho bạn ý luôn. Đấy, bảo hành 6 tháng cho bạn ý. Đấy, dán một cái tem bảo hành 6 tháng cho bạn ý luôn nhé. Đấy, shop A Thanh. Đấy, dán cái tem bảo hành cho bạn ý. Rồi, đấy, bạn nào mà cần mình độ van này. Đấy, mua van mới và độ van thì cứ alo liên hệ với shop A Thanh nhé. Van Superel mình hiện tại từ đây đến Tết mình sẽ bán với giá là 700.000. Van cờ đi kết hộp mở từ đây đến Tết bán với giá 800.000 đi, ưu đãi đến Tết luôn. Bạn nào cần chỉnh van, thay lò xo đĩa Movia của Đức và đóng pop giữa chỉ cần thêm 200.000 thôi em nhé. Thêm 200.000, chính tay shop A Thanh làm cho anh em độ van cho anh em nhé, chơi cho sướng anh em nhé. Vâng, thì cái video của shop A Thanh cũng xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.